cái mùa, những cái mùa cao điểm như cái phòng này nè, phòng này giá 1.500 một đêm lận. 1.500 chưa thuế nha. Chủ yếu đồ ăn không gian nó ngon các bạn. Giống như mình hay nói vui á, giống như đi lên Đà Lạt á, mặc dù tiệm nó có lỡ không ngon tí xíu, nhưng mà ngồi ăn không gian nó cũng hàm cái món ăn thành nó ngon à. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai. Bây giờ là 9 giờ mấy, nhiệt độ ngoài trời đang là 8 độ. Thì bây giờ mình sẽ ra xe, cất đồ và chuẩn bị đi lên đường đi Bam thôi. Nắng thiệt nha các bạn, nhưng mà lạnh. Đây, cả nhà mình chuẩn bị. Good morning. Oreo. Hello. Rồi bây giờ mình qua cất đồ để chuẩn bị thôi đi thôi nha. Ok, bây giờ bye bye Golden. À không, chưa bye bye Golden. Mình chạy đi mua ly cà phê ở Tim Hortons ở gần đây, cách đây 4-5 phút. Rồi mình sẵn cắm sạc cái xe, sạc nhanh nó mấy phút một cái cho nó đầy 100% luôn, để lát đi chơi cho nó khỏe. Hello. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I. Bây giờ mình sẽ dừng sạc ở đây các bạn. Ở đi ạ. Bên kia là cái chỗ đậu của xe tải. Rồi các bạn, bây giờ mình chờ cái xe để nó sạc cho đủ 100%. Để hôm nay đi chơi mình khỏi cần phải ghé đâu sạc. Với lại mấy bạn biết, bởi vì lúc mà hôm qua mình có nói chuyện mà so sánh giữa xăng với lại điện á, thì thật sự ở đây là, ở đây nó có cái gì nè. Xăng là ở đây, ở tại tỉnh BC á, là mắc nhất ở tại Bắc Mỹ. Nó liên quan tới một số, mặc dù Canada có trữ lượng dầu khí lớn thứ ba thế giới nha, nhưng mà vì chính sách của họ, thứ nhất là bảo vệ môi trường, cái thứ hai là một số vấn đề chính trị là họ không thể đi qua những cái vùng đất của người da đỏ để dẫn dầu, thì cái chuyện đó nó ảnh hưởng mắc. Hồi đó lúc mình ở Mỹ, mình cứ tưởng là California là xăng dầu nó mắc nhất rồi. Nhưng tại mình ở Texas thì nó xăng nó rẻ lắm. Qua đây mình mới biết ở tại chỗ của mình, đặc biệt ở tại thành phố Vancouver và tỉnh BC là xăng nó mắc nhất luôn. Và điện thì là lại là một trong những nơi có giá điện rẻ nhất thế giới. Tại vì cái nguồn thủy điện của họ lớn. Nên là họ bố trí, các bạn thấy chạm xăng ở đây. Chạm điện ở đây, kế cây xăng, kế những cái chỗ cà phê, mua bán đồ này nọ, nó sầm út. Còn bên đây nè, bên đây là các bạn thấy cây xăng ở đây, nó có một số cây xăng là nó không cho xe tải, và một số cây xăng thì nó để nó cho xe tải đậu. Các bạn thấy cái dàn xe tải, ồn dạ quà nó bự vô. Cái dàn xe tải 18 bánh họ đậu ở đây, thì họ đổ xăng, họ ăn uống, thì cái khu của họ riêng có, họ đậu một cái dãy đó. Rồi đây là núi. Còn bên đây thì xe nhỏ để tránh cái sự lộn xộn, không có ngăn nắp thì họ phân bố ra như vậy. Giờ nó hơi lạnh tí các bạn. Để mình quay cho các bạn coi cái trạm bên đây xe điện nè. Thì nãy là trạm kia là của Tesla, dành riêng cho xe Tesla. Thì đây là xe điện, thì những cái hãng khác thì họ sạc ở đây. Thì cái mô hình VinFast mình nói cũng giống như Tesla vậy đó. Là trước đó họ xây mấy năm thì họ chỉ dành riêng cho xe của họ. Rồi xong sau đó thì những cái tùy vô cái thời điểm kinh doanh hoặc lần sau thì họ chia sẻ với các hãng khác. Đây là cái, rồi xong có cái mấu nối này nè, là nếu mà mình tới chỗ nào mà không có chạm sạc Tesla mà mình muốn sạc á, thì mình lấy cái adapter là cái đồ mà chuyển đổi, mình sẽ kết nối vô đây. Đó, cái này nó sẽ khác cái đầu bên cái đầu của Tesla đây ạ. Ok,
Còn bên đây là cái đầu hãng khác đây nè. Đây là Tim Hortons. What is it? Đời đã xong rồi. Slippery. Her car. It's going like it is not. Okay. Bây giờ mình sẽ rời thành phố Golden để mình chạy đi lại Emerald Lake, một cái hồ rất là đẹp ở tại một hồ rất là đẹp ở tại BC luôn, cách đây khoảng 60 cây số thôi. Trước khi tụi mình tới địa phận của Amata thì bây giờ lên đường đi thôi. Down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from. Bây giờ hai đứa mình đi vô thuộc National Park rồi nha mấy bạn. Cái bởi cái này họ bắt phải có mua cái vé của National Park trước, thì bé Kha đã có mua rồi nên là mình lát tụi mình đem vô thôi. Ok, bây giờ sẽ quay những cái cung đường này một cái. Rồi khoảng 8 phút nữa là tụi mình sẽ tới. Xe cũng đông lắm, nên là đi vô coi có chỗ đậu không, đậu thì phải dòng ra đậu ở ngoài rồi. Xe bên gia đình kia chạy trước, tụi mình chạy sau đây. Đây, bên đây. Ô, em còn lát không vậy? Với lại là khách châu Âu họ qua mùa này cũng đông lắm. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi tìm parking, tìm chỗ đậu xe. Rồi xong sau đó đi xuống Emerald Lake. Chiếc xe đã đậu sóc mấy bạn. Không vừa ráng nó lấn lên nó đậu đi luôn. Dễ thương lắm mấy bạn. Mấy bạn nhỏ này thấy đi bộ thì mình hỏi mấy bạn đậu có gần đây không. Mấy bạn nói đậu gần đây, vậy mình đi theo để mình đợi rồi mình quẹo vô mình đậu trong đây luôn. Ở đây cũng người châu Á mình đi qua chơi cũng nhiều lắm. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đậu ở đây. Để đậu mấy bạn thấy xe dọc dọc bên đường đậu xéo xuống thôi. Rồi đằng kia xe bên đội nhà bên kia đang đậu bên bển. Thấy là đường qua Emerald Lake bên kia. Ok, bây giờ đã đậu xe xong. Họ kiểm soát ở đây tốt lắm các bạn. Tại vì xe cộ này nọ là phải có giấy tờ vô để họ kiểm soát được, là thí dụ như là bữa đó 100, 200, 300 xe gì nọ, để nó không có ảnh hưởng tới cái môi trường tự nhiên. Tại mấy bạn biết mà Canada là một trong những quốc gia đẹp nhất thế giới, nhưng mà nếu mà họ không bảo tồn á thì cái mật độ dân cư nó sẽ tàn phá tới lại cái môi trường tự nhiên, như là gấu nè, gấu chó sói này nọ, nó sẽ không có cái nơi nó ở. Con người thì mấy bạn nói là không phải mấy bạn thấy là chỉ có ở châu Á hay đâu người ta mới xả rác này nọ đâu. Tụi Tây mà tụi tào lao nó vẫn xả rác như thường à. Nhưng mà ăn thua cái ý thức văn minh của con người thôi. Cái đó là cái xe bus họ chở cái đoàn của Nhật Bản đó các bạn. Đấy một cái khoai chuyển ra. Yeah. This is kind of our first time to travel, like on a boat trip. I think it's a long drive. Yeah, she's okay for the long drive.
Cái đó ở cái cầu này là chỉ dành cho xe service thôi, vừa họ vô đây. Rồi bây giờ tụi mình sẽ coi để xuống thuyền canoe nha. So it's two people with one dog, yeah. 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 And the other two with another canoe. Morning. Good morning. Perfect. You have a third buckle, ma'am, to buckle up, please. Oh. At the bottom. Sure. I'm sorry. Don't worry. Chuẩn bị đi xuống đi tàu canoe back end. Is that this one over there, sir? Thank you very much. Is that the first time canoeing for you guys? Yeah. Okay, we just want to be very careful with the balance getting in. I'm going to hold the boat though. We're going to start with the driver in the back seat, the captain. Yes. Yeah, just go slow. Yeah. And my backpack, I'm just gonna. Yeah. Okay, and then our second paddler is gonna be in the front seat here. Go, and he'll be facing to the front of the canoe. Amazing. He'll be facing to you? Yeah, exactly. Everyone facing the same direction. Okay. That's a paddle. Thank you very much. With the paddle, you wanna hold one hand on the very top, like this. Okay. If you're paddling on the same side, the boat's gonna turn. So yeah. When you want to go straight, one person paddles on the right, one person paddles on the left. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Cái nước hồ đây nó trong xanh là do cái nước nước từ băng rồi đồ này nọ nó đổ xuống ở đây. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can wait. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Đó, khu vực này là cái lodge này mấy bạn, giống như nhà của resort thì họ ở bên hồ. Chỗ này cũng mắc em ha, em nói cỡ 600-700 diện đêm đúng không? Tối nay thì mình mở bên Fairmont. Fairmont cũng mắc mấy bạn, Fairmont gần 1,500 lần. Ok, vậy giờ sẽ trèo vô nha.
Ok cả nhà, bây giờ mình sẽ rời khỏi Emerald Lake sau khi nãy chèo thuyền rồi. Khu vực này trong đây là không có sóng gì luôn á. Nên mình cứ chạy ra kia trước đã, theo đường trong cái bảng rồi xong sau đó mình sẽ mở lại tín hiệu. Thì hiện giờ nó còn 50%, 50% là được khoảng 200 mấy chục cái số. Thì tới đó, giờ tới đó nó cũng gần lắm. Nên là mình sẽ dừng chân ở cái bảng là chào mừng đã tới tỉnh Alberta, là một cái tỉnh kế bên BC. Rồi xong sau đó mình sẽ tới check-in khách sạn, rồi chiều nay tụi mình sẽ đi cưỡi ngựa nha. Đằng trước là trên núi còn tuyết luôn các bạn. Thời tiết này nóng nhưng mà một tháng sau một cái là Alberta nó lạnh liền luôn á. Rồi cùng mình đi tiếp thôi nha. Tới cái chỗ có cái biểu tượng của tỉnh Alberta nè mấy bạn. Bên kia là biểu tượng cái cổng chào chứ, nó cái cây chào của về BC, là về tỉnh BC, British Columbia. Giờ mình lại kêu chụp hình. Cái điểm này không có thả, không có trên bản đồ, bên nãy mình phải thả cái điểm để lên GPS. Có xe đậu ở bên hông. Rồi đi lại chụp tấm hình. Rồi còn khoảng 40 phút nữa là tụi mình sẽ tới khách sạn Fairmont nha. Tối nay ngủ lại Fairmont Bam. Lúc về thì mình mới đi qua bên bển để mình qua cái cổng bên bển. BC xịn, bạn tự ghi là cái nơi đẹp nhất trên thế giới. Giờ mình sẽ lại chụp cái kỷ niệm với các bạn, cái rồi xong mình lại khách sạn. Mấy bạn, cái chỗ cái đường họ làm qua cái cầu, chỗ cao tốc đó, mấy bạn thấy không? Thì là ở trên là họ để, họ làm cái giống như là môi trường tự nhiên luôn, để cho hươu nai rồi những cái động vật đồ này nọ nó vẫn đi qua khu vực đó, không ảnh hưởng tới tác động của môi trường. Họ làm. Còn đằng trước là xe RV, người ta kéo đi chơi cả gia đình vậy đó, ăn uống ngủ nghỉ ở trển luôn. Đó, nãy mình nói với bạn là trên đường cao tốc mà để họ xây ra cái đường vậy đó, thì họ làm ở trên cái đường để cho thú nó qua, để nó không có bị mất cái môi trường tự nhiên. Bây giờ mình để cho bác ra lái. Mình đây mình đậu bên đường. Còn này là đường cao tốc mà anh thấy nè. Rồi, quá trình nhanh luôn. Giờ mình lên xe nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi tài. Đổi tài thì lâu lâu mình có lái, bởi vì mình nói đã lái đường xa khỏe nha mấy bạn. Cái mình đổi tài để cho bác Kha lái, cái mình ngồi đây mình chơi thôi. chỉ lái xe điện trước mình á, dữ dằn lắm, trăm mấy chỉ giết cái một à. Bác Kha là hồi đó là từng đi với mình rất là nhiều cung đường, từ có những cung đường ở Mỹ nè, đi xa là lái phụ mình, nên thành ra là mình đỡ mệt, mình qua đây mình ngồi mình chơi. Ví dụ như mình lái khoảng 70% thì bác Kha lái 30%. Nhưng mà nếu về Việt Nam mình lái nhiều nha. Tại đường Việt Nam đông. How I try, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all. Trying to do is say I love you, ooh, 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 and all the things that-
Rồi bây giờ mình tới cái chỗ này gọi là Surprise Corner, rất là nổi tiếng, nhìn qua thấy Fairmont bên kia, nên sẽ chụp hình đây. Rồi tối mình sẽ ngủ lại bên khách sạn Fairmont Castle on the Rock, là lâu đài. Cái góc này mà chụp qua khách sạn Fairmont là tuyệt vời nha mấy bạn. Các bạn biết là khách sạn Fairmont ở đây là khách sạn lâu đời, nổi tiếng, cho nên ở đây thì nó cao cấp nhất, rồi gắn liền với giá trị lịch sử nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là cao cấp hay mắc nhất không, mà quan trọng là ở đó có thì hôm thực là giống như là có ma, có câu chuyện gì mà cô dâu gọi gì mà nọ đó. Cho nên hy vọng tối nay coi thử coi có gì vui không nha. Mình là hay gặp những sự kiện kỳ lạ lắm. Đây là xe bus chở mấy người họ kéo qua đây. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ rời khỏi cái bãi parking ở đây, giống Đà Lạt vậy. Rồi xong mình qua khách sạn, tối nay mình sẽ ngủ là khách sạn Fairmont Palm Spring ở bên kia. Qua giờ mình sẽ đi giống như nó kế bên nhưng mà đi đường vòng giống như đường xuống núi vậy đó. Nên là giờ mình vòng nè. Thế mình vòng xuống đây, mình vòng lại để qua cái town, là cái thị trấn, rồi mình vô khách sạn nha. Rồi tối mình cắm xe sạc ở đó luôn. Self-parking, you guys have the EV, thank you very much. Bye, Katie. Ok, tới khách sạn Fairmont rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi đồ thì mấy anh ra hỗ trợ được bên mình. Rồi xong sau đó thì lát mình kiếm chỗ để mình sạc xe. Well, you have to see it. Ok. This is well, so when you check in, just get back to the front desk. Ok các bạn, đây là bãi đậu xe của Fairmont. Cái chỗ này gọi là Tesla Destination Charging Station, là không phải chạm sạc supercharger của Tesla, nhưng mà Tesla họ liên kết với lại khách sạn chỉ dành cho khách Fairmont ở đây thôi. Thì tối mình sẽ cắm xe ở đây sạc, còn bên kia thì đậu xe xăng. Rồi bây giờ mình sẽ sạc xe nha. Đây, cái này là của Tesla nè. Nó sạc sẽ không quá nhanh bằng cái Tesla bình thường, nhưng mà ok các bạn, tức là đó, mình mở ra mình cắm sạc thôi. Này thì sạc miễn phí, cứ để cho nó sạc. Rồi nó chuyển xanh là đúng rồi các bạn. Rồi xong mình sẽ lại khách sạn để mình check in nha. Rồi bây giờ mình sẽ lại khách sạn. Mình sẽ đi vô check in nha mấy bạn. Ok, check in rồi xong sau đó lên soạn đồ này nọ rồi xong mình sẽ đi cưỡi ngựa. Ok, bây giờ mình sẽ lại đẳng cho kinh nha. Còn đằng kia đang đợi. Ok, bây giờ mình đang check in tại khách sạn Fairmont. Thì bây giờ mình sẽ làm giấy tờ xong sau đó thì các anh nhân viên sẽ đem đồ lên. She went canoeing with us this morning. Yeah, she was so calm. Yeah, on the canoe. Ok, bây giờ mình sẽ đi check in khách sạn nha. Mày không hớt được tao con trai, tôi bi không có tình yêu. Ok, bây giờ gia đình mình sẽ đi check in ở khách sạn nha.
Cat ơi, cat ơi. And now you can open your card. Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Nhưng mà rồi chị có thấy em ác hay là em không ác? Cô không biết. Hả? Cô không biết chuyện đó. Vậy tại sao hồi nãy chị giận em? Cô giận. Ok, bây giờ là vô phòng ở tại khách sạn Fairmont. À trời, đẹp lắm mấy bạn. Cái mùa, những cái mùa cao điểm như cái phòng này nè, phòng này giá 1.500 một đêm lận. 1.500 chưa thuế nha, thêm thuế đồ này nọ thì nó cao dữ lắm. Rồi xong là đây là những cái đồ của mình nè, họ để nè, duffel của mình, ba lô của mình họ xếp rất là đàng hoàng. Đằng bên kia là cái view khách sạn, view ở ngoài. Rồi cái này mở ra rồi, ok, trên hình như mở không được, mở dưới để nó thoáng thôi, mở dưới là cái sông đó rồi. Ô em nghĩ sao em? Quá tuyệt vời. Cảm ơn em đã lái phụ anh trên đoạn đường. Bây giờ hai đứa mình sẽ soạn đồ để tí xíu để cho tụi mình chuẩn bị đi xuống để đi cưỡi ngựa nha mấy bạn. Ok, bây giờ ở đây là trong đây là có cà phê espresso. Wow. Có gì hấp dẫn nữa không em? Mini bar nè. Ice bucket. Khách sạn này mang giá trị lịch sử lắm nên là ấn tượng thiệt. Cuối cùng đã tới. Rồi bây giờ đi lại check in để đi cưỡi ngựa nha. Hai đứa mình sẽ đi cưỡi ngựa, đội kia có một bé chó nên sẽ không có đi cưỡi ngựa được. Ha, chị buồn. Vì cưỡi ngựa là nó kế khách sạn luôn. Bác Kha đặt là cái hôm nay cái chuyến tour này là sẽ đi ngang đi qua dòng sông. À, để coi cái size con ngựa châu Âu nó lớn. À, ngựa Canada nhưng mà giống ngựa, giống như ngựa châu Âu, để coi nó lớn cỡ nào ha mấy bạn. Rồi em. Khách sạn bên kia. Có gì mình review coi cái này cái nọ sao. Còn giờ mình phải check in cho kịp tại vì không thôi là trễ. What's the name on this, sorry? H-U-Y-N-H. Yep, hung? Yes. Dial at the back so you can adjust the size of that, okay, maybe it doesn't. Okay. Yeah. Yes! Yeah, if you want to adjust behind. Or if it's too... Đợi nón. Becca đã sẵn sàng chưa? Các em ngựa ở đây. Các em ngựa ở đây. Wow, cao nha. Không phải ngựa quá bự nhưng mà là cũng bự nha. So you guys just step really far apart over there on the fence. Coi chừng. You can stop there. This is Merlin. Thank you. Kha ơi. Hi. Ok, nãy mình không có đem được cái cây GoPro mà mình không có mang cái ba lô được. Nên thành ra là bây giờ mình đang cầm GoPro nghe hơi ngắn trên tay. Bây giờ em ngựa đang mình đi, mình hung nó to đùng rồi mấy bạn. Không, nó to thiệt nè. Hồi nãy mới băng qua đường. Hồi nãy đáng lẽ là hai đứa mình, nhưng mà tại có hai bạn kia trễ thì họ tham gia luôn thì cũng được. Mà nãy mình có hỏi thử là có thể cho bác Kha đi trước mình không, mới biết được một chuyện người ta giải thích. Con ngựa bé Kha, nãy con ngựa chọn của con ngựa bé Kha là giống như con ngựa đầu đàn vậy đó. Nó phải giống như là đội trưởng, nó cần phải nhìn thấy tất cả các con ngựa đi trước nó để đảm bảo
Nên là nó sẽ không đổi vị trí mà nó đi đằng sau một cái bức. Rồi bây giờ mem ngựa sẽ đi qua dòng sông. Chờ mấy em uống nước. Bây giờ sau khi đã qua con sông thì giờ mình đi vô cái đường nhỏ trong cái trail nè. Đằng sau mình có Becca nè. Trải nghiệm rất là ok nha. Hồi đó cưỡi mấy nhỏ ở con ngựa Đà Lạt nó nhỏ hơn. Mấy ngựa này nó to đùng. Đi bên dòng sông nha. Cái đoàn ngựa nó đi từ từ đó các bạn. Thành ra khi họ huấn luyện như vậy nên là thành ra để dành cho những người không có kinh nghiệm này nọ thì họ đi vẫn an toàn. Và thấy con ngựa đằng kia kìa đúng không? Bởi vì mới đầu lên thì nó hơi lo lắng chứ xong sao đó. Thank you so much for guiding us today. Hey, bây giờ là quang cảnh buổi chiều nè. Ở dưới là patio, là nhà hàng. Nó đây nó có mấy nhà hàng. Nhà hàng ngồi ngoài patio, ngồi ban công. Rồi cảnh núi view từ phòng mình mấy bạn. Nên là bây giờ hai đứa mình sẽ đi xuống để ngồi hôm giờ ngồi ăn ở ban công cho nó mát mẻ đẹp đẽ ha. Nếu nói về cái độ cổ kính đó, cực kỳ thích Vermont luôn. Giờ đi nghe. Ok mấy bạn, bây giờ hai đứa mình đi ra đây, để lại đây, ra xe. Giống Đà Lạt ha. Giống Đà Lạt đó. Ok các bạn, bây giờ thì mình đang ngồi ở ngoài cái lấy được cái bàn gần ở ngoài ban công luôn. Bây giờ mình ngồi đây
chờ ra để ăn cho buổi tối. Buổi tối tụi mình ăn ở trong đây luôn thì nó bây giờ là nhiệt độ là mình nói bạn là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái hay mình nói ở đây hồi nãy mình nói cái đá đó là mình thấy như này, cái đá ở trên những cái khách sạn đó, cái khách sạn Fairmont là nó lấy trực tiếp từ cái đá ở tại vùng này luôn, thì lấy họ làm ra hơn cả trăm mấy năm rồi, hay là 1888 hay là 1880 mấy đó mình nhớ. Hồi nãy mình chụp hình từ bên kia dòm qua cái góc này. Bây giờ chờ đồ ăn ra rồi quay tiếp nha, ăn ở dưới thương vậy. Salad. Thank you, really appreciate it. Okay, Kelda. Chuẩn bị ăn thôi. Có tô bún bò hay tô phở là hết sảy. Nhưng mà ở đây thì nhà hàng Tây mà, phải chịu thôi. Nhưng mà thật sự nha các bạn, mình là chỉ thích ăn đồ Việt Nam mình thôi. Ngồi ăn ấy, mình thích là chủ yếu đồ ăn không gian nó ngon các bạn. Giống như mình hay nói vui á, giống như đi lên Đà Lạt á, mặc dù tiệm nó có lỡ không ngon tí xíu, nhưng mà ngồi ăn không gian nó cũng làm cái món ăn thành nó ngon à. Nhưng mà mình ăn chủ yếu cái cảnh đẹp. Nhưng mà thật sự mình thiệt tình nãy mình mới nói với bạn á, ai chỉ cần mà cho mình một cái tô phở, tô bún bò, một cái gỏi cuốn, trời ơi, xong ăn thêm gì nữa em, là hơi bị ngon luôn. Thật ra thì vẫn thưởng thức ngon nha, nhưng mà chia sẻ là trong thật lòng. Trời, bây giờ tại đang ở trên núi cao mà, nên là bây giờ nhiệt độ nó xuống lạnh lắm các bạn. Sau khi mình hai đứa mình ăn tối rồi á, thì bây giờ mình lên trên phòng mình lấy thêm cái áo lạnh để mặc cho nó ấm. Đây mình quay cho các bạn xem chỗ khách sạn Fairmont, tòa nhà lịch sử nha. Nói chung là các bạn đi đâu ở á, mà cứ thấy Fairmont là biết nó có những liên quan tới những sự kiện lịch sử. Với lại Fairmont thì nó nằm trong top hotel trên thế giới nè. Sẽ đi tìm hiểu khách sạn. Ngày mai sáng mình quay thêm cái nữa, còn giờ mình đi buổi chiều tối. Hồi nãy mình ăn trên cái patio đó, rồi xong mình đi đường vòng kia, rồi ngồi ở đây. Ê, Becca. Nên là mình bây giờ hai đứa mình sẽ xuống đây để coi cái bể bơi trong nhà. Bể bơi này là bể bơi nước mặn. Exit in the... Và mình sẽ đi xuống tầng dưới để coi cái bể bơi nước mặn nó ra làm sao. Oh, hy vọng không có ai để mình cầm máy quay, không có ngại nữa. Oh, có người. Có người thì mình lịch sự thì mình sẽ tắt. Đây là cô dâu Mai Anh các bạn. Đó, câu chuyện về khách sạn bị ma ám. Nhưng mà không biết tụi nó đâu có sợ đâu. Đó, năm 1920 cô Tết, cô Thang cũng mất. Thank you.